Rồi kênh Đảo Vũ xin chào anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ quay hướng dẫn cho có nhiều bạn yêu cầu mình làm cái kênh lửa đực nè các bạn. Lửa đực và xem ếch đực ra sao. Có một bạn ở Vĩnh Long mới nuôi năm đầu tiên mà mình chỉ hướng dẫn sơ thôi cách mà lửa ếch đực thôi mà. Đặng hôm nay bạn đã chở cho mình lên một số ếch đực nè, cũng không biết bao nhiêu. Không biết bao nhiêu con, mình có nhiều mình bắt hết. Và mới nuôi lần đầu tiên mình hướng dẫn nè, có nhiều bạn điện Zalo mình hỏi à, sao ếch đực em tìm ếch đực em lựa không được này kia. Để mình quay mình hướng dẫn luôn cái cách lựa ếch đực này kia cho các bạn. Cái này từ Vĩnh Long đem lên, sáng giờ mới đem tới mình. Vĩnh Long mà cũng gần mình mà, tại cái ganh gần mình Vĩnh Long tùy theo xa gần. Rồi để mình quay lại cái mình quay tổng quan của ếch đực cho bạn này bắt thử xem thử cho bạn xem rồi mình hướng dẫn tiếp. Rồi từ Vĩnh Long lên ba kênh với một thùng. Ếch đực người ta tốt lắm các bạn, chứ không phải như ếch đực như con nhái xanh nhái bầu nha. Rồi em bắt một con ếch cho bạn xem. Bắt đại ngẫu nhiên một con chứ không cần lựa. Tôm tôi tóm lại nó nhảy ra. Cần rửa không? Không cần rửa đâu nè, hai hậu đen nè các bạn. Ếch đực là hậu đen như vậy nè, còn nó còn tơ hơn mấy bạn dòm cũng ra nó. Nó cũng đen mà nó hơi đen chỗ này nó hơi đen thôi. Ếch đực vàng. Ếch đực người ta không? Ếch đực vậy nhầm chỗ mình đi tới địa điểm mình bắt con ếch đực chỉ có đâu có 10 con 11 con diễn ký. Ếch đực đó ôm gì đó nhái đực chứ không phải ếch đực. Cái này như 5 con hay 6 con. Em bắt cái con khác đi. Bỏ qua đó bắt con khác. Bắt đại ngẫu nhiên con à. Yêu cầu nó không có hầu. Chết. Bỏ con đó vô bắt con nhảy ra để nó nhảy. Lên hầu. À không, mấy bạn lên hầu đen nè. Bắt con khác nó có con hầu ít chút. Con hầu đen. Hầu này nó chưa đen hung nữa, hơi đen hay hơi nữa các bạn. Nè các bạn, nè con ếch đực nó cũng mới nuôi. Này mấy tháng, 3 tháng không? 3 tháng. 3 tháng mà nó nách nó cũng hồng nè, con ếch nái bạn nuôi 3 tháng nít này bảo đảm nách này cũng hồng nó nhiều bạn. Đúng rồi. Không biết nó con ếch nó ếch nách nó hồng rồi nó đẻ được cho anh trời ơi. Nhám đó. Giờ ếch mà nuôi 3 tháng nó cũng hồng nó chưa có trứng nó cũng hồng nữa. Chứ đâu cần thiết. Lúc đường này cho nó mát đi chút lạnh. Đây đã đó rồi. Bắt lại một con nào mà hầu nó yếu cái coi. Yếu hả? Nó vậy này được không? Nó vậy yếu. Yếu hơn nữa. Cái này con thấy vách này nó hơi đen nè. Mình quay bằng điện thoại không biết rõ không? Trúng số mua máy quay cho. Nè không nó này nó cũng có đường dùng mà nó đen nè. Là ếch này bảo đảm ếch đực. Còn con ếch trắng là ếch cái là cái hậu nó gan cái bụng gì này nó trắng xác cái đây hết. Tì nó có nhăn có lằn nhăn nó có nhăn cũng như gan này nè. Gan cái này thôi nó nhăn vậy đó. Nhăn vậy chứ không giờ có lằn đen như vậy. Là ếch cái. Có con nào nó chưa lên nữa không? Con này cũng rồi. Bắt con nhảy ra coi. Nó lên vậy không mẹ? Này nó đen hơn nè các bạn thấy không? Ếch đực người ta con nào nấy tốt không? Tại đi xa quá, nó lên bọt nè các bạn. Từ Vĩnh Long đây mà. Nó nhảy ra đâu con đó cái hầu rồi, con đó nhờ dòm biết cái hầu dữ luôn. Con mập á, em được con mập á nó. Con nào mập á, cái hầu nó ít. Chưa con mập lớn bên đây nè. Anh lựa luôn đi, em quay cho, em hết biết lựa. Đó, nãy có mấy con nó dạng đen hả? Ừ, thì nó bự á, lựa mấy con bự nhất, con khoảng 250 gram. Nó. Rồi nhảy rồi, thôi cả vô nó nhảy liền. Cầm gì mà anh? À, con này người ta bự nó cũng có dạng đen nè các bạn. Dạng đen ở đây nè. Mắt cũng hồng. Nè, dạng đen nè. Cần rửa. Con ếch đực các bạn dòm nè.
lại xả rửa, để rửa sạch cho ăn coi để nhớt nhau bột không. Con ít đực nó hậu đen à, ít đực người ta cũng như con ít cái vậy, chứ không phải nó đực mình như con nhái đâu. Bởi mình bắt ít đực là mình lựa chỗ xa, mình bắt chỗ xa hay không à. Bữa hả mình bắt ở Tiền Giang nay dòng ít này Vĩnh Long. Rồi năm sau mình có thể qua Cần Thơ hoặc An Giang mình bắt. Mỗi năm là mình đổi con giống xa xa ít cái thì tự mình của nhà mình tạo ra. Nè mình quay cái biển số rõ ràng 604 của Vĩnh Long nè. Quay qua kia 66 đây. À mà cái xe này của mình 66 đây luôn. Quay rõ ràng đàng hoàng. Cái này biết 604 Vĩnh Long thôi, huyện nào ai biết. Huyện Tam Bình hả? Tam Bình. Để uống nước thì uống cho khỏe đi. Mệt chứ bà. Rồi đợi. Uống đi. Uống đi rồi làm. Ghim điện đèn đó. Đổ lại vô đây. Rồi một hồi. Em đổ vô ha. Ừ đổ vô mình luôn đi. Không ít đực nhầm gì đi xa nhầm gì không thua cho hết khỏe các bạn. Đây cho mình đổ chung với ít đực mình bữa mình đi bắt nữa nè. Mình bắt là ít đực bự không, một chút xíu mình phải bắt con ít đực bự cho các bạn xem, có thể bằng con ít cái của địa phương nhầm chợ nhầm địa phương khác không. Mấy bạn ép mấy bạn lựa đực phải 4 con 5 con 6 con ký là đực đó là ôm tốt. Hồi đó giờ mình theo cảm tính mình là mình suy nghĩ là cha mẹ ăn lớn con là con phải lớn con, mình suy nghĩ vậy thôi. Chứ mấy bạn thấy ngoài đồng nhái bạn thấy nhái to không đẻ ra cũng là nhái. Quá trời bọt luôn. Ngồi anh thay nước không này có chỗ cháy này chỗ đổ ra được không để chứ có chở gì chở anh chở gì được. Đừng cho qua cầu chạy đi luôn. Hỏi cầu quay mà không biết quay. Dắt á. 100. Hả đực mấy bạn thấy đực mình đã dồn vô cái dèo này bị ngang chắc 1 mét. Chắc hơn 2 mét vuông các bạn. Hơn 2 mét vuông mà hiện giờ trong đây là khoảng 500 con ạ. Khoảng 500 con. Để mình bắt con ít đực to của mình. Để anh cầm luôn. Ít đực này của anh. Màu nó khác này không? Nó không có vàng bằng tay của em luôn trên. Nè ít đực này của mình nè các bạn, ít này tôi có ít đực nè, cái hầu nó hơi đen hơi à. Không, nó giỡn đen hơi nên tại lúc nào mấy con bự con này cũng đen hơi. Con này nằm giá 300 gram chứ không ít. Tại nó già ếch rồi, giờ mình thấy vậy đó. Ếch này già ếch. Nhìn thấy da vậy. Ừ, nó già ếch rồi, nó bự nè. Bạn thấy nhiều bạn ở miền Trung, miền Bắc nói ếch nên để chung bày, chung dòng, chung giống, nó trùng quyết, rồi đồng quyết, lum chân. Tại mấy bạn không biết đâu, tại mình mới làm cái kênh YouTube này ở đây thôi, mình không biết, mình không quay cho anh bà chị bạn xem cái ếch mình bắt là thường là bắt ở xa. Tại phải ở bên Thái mà gần như ở Campuchia, như gần mình ở đây, có thể mình qua bển mình bắt ếch giống bển, mình thay đổi giống bển
Bạn thấy ếch đực tốt đó không ạ? Của em nãy nhiêu đó, khoảng nhiêu con? Trên trăm không? Trên. Trên trăm, trên trăm của anh nó ra 500 mấy, gần 600 con. Có nhiêu đó? À, của anh như là 6 con. Anh tính rồi, hỏi em Hạo là 5 con tí đó. Cho nên giờ nó mới bữa nay nó không ăn. Cho 6 con đi. Có anh mua còn đi chị đó anh. Gì? Cũng có trăm à. Cũng có trăm à. Có tên trăm đi, trăm của anh... Hổng nhiêu ta, quên mẹ rồi. Chứ cỡ 500 con ạ, 500 con đực mình dồn vô nó ngồi nó một lớp. Không, cái này chỉ có 500 thiền à. Ừ, có 500 con. Nhiều lắm. Nó ngồi mà đặt gật đó á. Mệt thì... Mấy con ếch em nhịn với này nó bong bong gì vậy. Ừ. Nó bằng ếch đực của anh nó vàng cồ cồ mấy con đó, mấy con đó ôm. Ủa sao kỳ ta, có em nuôi cái ếch đực nó không lên hồng, hai cái bên nách nên nó cũng đỏ mà nó vàng, nó vàng vàng. Thì nó chưa già, chưa già chưa lên hồng thôi. Vô quay. Nè, ếch đực của em hả? Rồi nó đó. Cầm lên cái này. Rồi hôm nay mình làm cái kênh quay ếch đực cho anh chị bạn xem cách mình bắt đực. Tại cái này nhiều bạn hỏi kêu mình làm cái kênh này đang biết đang bắt ếch đực. Thời điểm này mà thời điểm này mà ít lựa ếch đực thì nó cũng nếu mà mấy bạn mới bạn lựa thấy cũng khó. Mà khó gì? Này mình quay cho bạn này mới nuôi lần đầu tiên mà mình chỉ sơ sơ thôi, bạn lựa ếch đực bình thường, đực ếch cái nó phân biệt rõ ràng chứ. Tại nó giỡn hơi, giỡn đen các bạn không để ý thôi, bạn sợ lầm. Gọi kênh mình hôm nay làm tới đây thôi nha. Chào tạm biệt chị và các bạn.